Chào quý anh chị cô chú, quay trở lại kênh với Phú. Hôm nay thì em có ba cái máy lọc nước giới thiệu với quý anh chị cô chú. Hàng thì em cũng mới đi ở tiệm đồ cũ lấy về, thì nó cũng chưa vệ sinh được sạch. Nói chung là nó cũng hình khá là ok, không được sạch lắm vì nó bụi bặm để nhiều ngoài cái bãi đồ cũ. Thì ở đây thì có ba con. Hai con này thì là cắm điện thì đã check điện ok hết thưa quý vị coi. National, con này là National PZA 37A. Con này thì nó có 1, 2, 3, 4, 5 cái mức độ của cái lọc nước này, cái filter, cái lõi lọc vẫn còn 2 phần 3. Đó. Có nghĩa là nó tầm 75% cái loại lọc. Đây có 5 mức độ, thì mức đầu tiên là mức rửa mặt này, nó có hình này. Mức thứ hai là mình uống thuốc và pha sữa này, đây có ghi viên thuốc và pha sữa. Thứ ba là mức này là sử dụng cho cái chế biến để uống. Uống. Đây là uống. Và cái thứ tư là để uống và để nấu, ví dụ là nấu cơm các thứ. Đó. Còn mức thứ năm là uống và yuri, hay là làm để nấu canh, nấu thứ, làm để nấu ăn. Như này thì đa số là rửa và pha. Còn nấu ăn, còn đây là cái mức mức độ kiềm thấp nhất thì để rửa mặt. Lọc nó 2 phần 3 nha quý vị nhé. Điện thì đã xác nhận ok. Nói chung hoạt động xác nhận ok, hàng còn khá là đẹp. Đây thì nó không có ghi, em chưa lau kỹ lắm, nhưng mà nó đây ghi là sản phẩm của Nhật, 100V, không phải ghi là sản xuất năm nào. Em xem sản xuất năm nào. Cái này thì chắc là cũng khá là lâu rồi. Tuy nhiên cái loại có thể là người ta mới thay nên là vẫn còn 75%. Nói chung đầy đủ hết nguyên ốc, nguyên vít nha quý vị. Tiếp theo là một con chim chim ion TI 8000, điện vào ok, các cái mức độ ok. Mức độ cũng giống như kia, là một là pha sữa rồi uống thuốc, hai là để uống, thứ ba là để uống và chế biến đồ ăn, rửa nhất, thứ tư cũng là nấu cơm rồi rửa đồ ăn uống, năm là Ryuri nấu canh thành súp, nó súp thành nấu canh rồi đó. Đấy, là nước nguồn đó. Thì chim này thì đời thì cũng khá là cũ, đời 2015 nhá. Thì cũng con này thì cũng khá là ok, đời 2015. Cái dòng này thì cũng rất là ok. Đây thì khi nào mà người ta có cái đèn này nó nháy thì nghĩa là thay cái cartridge, thay cái cục lọc đây vẫn ok, không không cần phải thay. Dưới này là để rửa đồ vật này, trên này thì rửa mặt mũi thứ. Còn ở đây thì nó có cái ni hông chim nữa, là cái chim của Nhật Bản ấy. Cái hãng chim của Nhật Bản ấy. Cái lõi trên này nó có một cái cover ở đây nữa, nhưng mà nó bị ở ngoài bãi đồ cũ, nó bị rơi mất. Tất nhiên là không không ảnh hưởng gì cả, chỉ trùm lên để cho nó nhìn nó cân xứng thôi. Thế còn đây thì có mấy cái nút, nó cái lẫy nó cài hết đây rồi, không thể tuột cái cartridge nhà được. Điện đó ok hết như vậy, hoạt động ok. Đây có vòi nước, hai vòi nước vào đây. Đấy, còn kia thì có cái nước ra, nước thải, và bên này là nước để dùng. Thì tiếp theo là đến một cái sản phẩm mà chuyên để dùng cho rửa mặt cũng như là tắm. Đấy. Cái này là còn nguyên mới, hàng mới luôn, chưa sử dụng nha quý vị. Nguyên mới này. Để nó khá là bụi bặm, nhìn nó tĩnh dính bụi thôi, chứ còn nó là hàng chưa sử dụng luôn. Con này nó cái gì nó mua của cái cửa hàng bán dụng cụ nhà cửa thứ, như ở siêu thị điện máy ta gọi vậy, dễ hình dung. Đây thì nó có hai cái vòi, một vòi là vặn trực tiếp vào vào nước, đây
nó có cái ốc vặn vào bình nước này, còn chưa có dính một tí bụi nào ở đây, chưa có dính một cái canxi đọng ở đây, chưa dùng. Giờ thì còn đây là nó có cái vòi nó ra. Vòi này thì dùng để khi mà mình vặn trên cái vòi của mình thì nó ra để mình rửa rau và tắm giặt luôn. Đó. Lọc lọc trực tiếp luôn, không không có cắm điện. Đây là không lo cái việc nguồn nước gì cả. Nguyên hộp này, hộp này vẫn các kia giấy tờ đi kèm rồi. Nói chung là còn nguyên, em mới mở ra. Hướng dẫn sử dụng mọi thứ. Có hết rồi quý vị. Chỗ này có thêm cái gì đây? Nó lại trong túi. À, đây là có cái phụ kiện đi kèm cái gì đó. À, nó cái này nó gắn vào bờ tường xong để treo cái dây này vào để nó không bị rơi lệch chạch đó, là cái đó. Vài tắm ta nhé. Giá thì rất là rẻ thôi, giá hàng bãi đồ cũ nên rất là rẻ, nên quý vị có nhu cầu quan tâm sản phẩm nào thì inbox cho em sẽ mang về Việt Nam mà ship tận tay quý vị. Còn con này thì nó chim thì hãng nó tốt, tuy nhiên cái này nó có cover, nó bị không có, nó bị rơi mất cover, nên là giá cũng là giá của cái hàng gọi là khiếm khuyết chút, nên là cũng rất là êm. Đấy, quý vị có nhu cầu thì liên hệ với em. Con này thì bình thường xưa National 7280 nó bán trên 3 triệu, thì con này bán thì tất nhiên là chưa được 3 triệu rồi, thì tầm 2 triệu rưỡi quay đầu thôi, tầm đó. Nên mấy con này quay thôi, con này thì hàng mới tinh này cũng giá cũng rẻ thôi, không bắt một tí nào cả. Nên quý vị có nhu cầu liên hệ với em. À, cái này có một cái vòi này nữa này. Vòi cái bộ Toto hay quý vị nhá, bộ nước van van nước nóng lạnh hai chiều của Toto, hàng còn rất là đẹp nha. Đây bong cái phần thế này nước nuôi dính thì lau đi nó sạch thôi, này bong bóng loáng lên rất là đẹp, nguyên cái cút hai đầu luôn. Đấy. Hàng này thì khá là đắt đấy quý vị, bên này bán 5-6 cm một cái, bên này ạ nó xin là tầm 1 triệu, chưa 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 cước vận chuyển Việt Nam, nó khá là đắt. Bán cái này có thể bán được luôn, như quý vị nào ở Việt Nam có nhu cầu thì em vẫn gửi về. Cái này nó nặng 2 cân, tầm 2 cân cái này, chi phí nó gửi về cũng khá cao nên cũng ngại gửi về, cũng có ai mấy anh mua nhưng mà em cũng gửi về một số thôi, nên em có thêm mấy cái lấy ra quý vị xem. Ví dụ như cái này nha quý vị, cái này là một cái gật gù có cái rửa tay rửa bát, lôi ra lôi vào rửa tay cho dễ, thì tất nhiên là nó cũng có đóng lạnh hết, hay đồng trong này toàn đồng không. Đấy, và hàng hàng xịn chính hãng của cái này là của Lisin hay là gì đây, để em sẽ xem, hàng là hàng Japan đấy. Đây không có ghi đây, hàng này là gì đây, CN CN là một cửa hàng khá là ok, nổi tiếng ở Nhật luôn. Việt Nam mình thì không biết có dùng không, nhưng mà cái nhìn con này là thấy nó chất lượng, đường đồng không, còn cái inox này thì không có một tí hàn gì, không có một cái gì hết đó, rất là ok, khá là nặng. Mà cái cục này đồng không, nó cũng nặng vài cân. Thế thì quý vị anh chị có nhu cầu liên quan đến cái hàng bếp vòi van rồi máy lọc nước thì cứ liên hệ em với Phú, em sẽ gom hàng và gửi về tận nhà Việt Nam cho quý vị, để quý vị có thể sử dụng được những cái sản phẩm bên Japan, sản phẩm sử dụng tại Nhật và chất lượng Nhật Bản, có giá của Việt Nam hoặc là giá của thậm chí rẻ hơn giá Việt Nam, giá Trung Quốc luôn. Đấy, thì trước tiên là về mặt chất lượng là quý vị hoàn toàn yên tâm, giá thì cũng không hề khó chịu một tí nào. Đấy, thì em cũng xin chân thành cảm ơn quý anh chị cô chú luôn luôn ủng hộ trong cái thời gian vừa rồi, và em cũng rất là mong sẽ được tiếp tục nhận được cái sự quan tâm theo dõi kênh cũng như là quan tâm theo dõi ủng hộ các cái sản phẩm bên em có đăng bán ở trên Facebook, trên group, trên Facebook cũng như là trong Zalo, trong YouTube.
Thế thì ông xin cảm ơn, hẹn gặp lại.